Phương Thí xin kính chào quý vị đã đến với tin mới và ngày hôm nay bản tin của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nào. Mời quý vị cùng đón xem. Sơn Tây là tỉnh sản xuất than lớn nhất Trung Quốc, gần đây đã phải hứng chịu những trận mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày qua, đã buộc phải tạm dừng hoạt động tại các hầm mỏ và nhà máy hóa chất do mưa lũ. Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng dẫn đến cắt điện. Chính phủ đã và đang hạn chế việc sử dụng điện tại các cảng và nhà máy, đồng thời cắt điện trên diện rộng ở nhiều khu vực dân cư. Nguồn cung than không đủ và giá than tăng cao. Việc đóng cửa các mỏ than ở Sơn Tây được cho là sẽ khiến cuộc khủng hoảng năng lượng của Trung Quốc trở nên tồi tệ. Kể từ ngày đầu tháng, tỉnh Sơn Tây đã có mưa trong nhiều ngày và chính quyền địa phương đã liên tiếp đưa ra cảnh báo rủi ro khí tượng đối với các thảm họa địa chất và núi lửa và cảnh báo màu xanh lam trong mưa lớn. Tính đến 10 giờ ngày hôm nay, gần 30 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã vượt mực nước an toàn, 15.000 người phải di rời, 35 mỏ than, 110 mỏ phi than, 12 công ty hóa chất nguy hại và 231 công trình đang được xây dựng đã bị đình chỉ. Một số di tích cổ đứng trước nguy cơ lớn bị ngập úng hoàn toàn. Văn phòng Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về thảm họa địa chất lớn tỉnh Sơn Tây vừa phát đi thông báo cho biết do lượng mưa lớn tính đến ngày hôm nay, các thành phố Jihong, Luvang và Lifeng đã liên tiếp xảy ra các thảm họa địa chất như sạt lở đất, gây thương vong. Sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức, nó đã được quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp thảm họa địa chất cấp độ 2. Năm nay, Sơn Tây đã trở thành tỉnh thứ hai của Trung Quốc trong lịch sử, với sản lượng hàng năm hơn 1 tỷ tấn sau Nội Mông. Sản lượng than của Sơn Tây và Nội Mông năm nay lần lượt là 1,263 tỷ tấn và 1,101 tỷ tấn, chiếm 53,7% tổng sản lượng của Trung Quốc. Lũ lụt ở Sơn Tây đã ảnh hưởng đến hơn 1,9 triệu người trong vài ngày qua, khiến 62 mỏ than phải đóng cửa tại một thời điểm. Vì 70% sản lượng điện của Trung Quốc đến từ sản xuất nhiệt điện, nên các mỏ than đã trở thành một mặt hàng rất quan trọng. Trước đây, Trung Quốc đã giảm sản lượng khai thác than để giảm lượng khí thải carbon. Nhưng do cuộc khủng hoảng cắt giảm điện năng, hiện Trung Quốc đòi hỏi nỗ lực toàn lực để tăng sản lượng. Sơn Tây sản xuất 1/3 tổng số mỏ than ở Trung Quốc. Do tình trạng tiết kiệm điện, một số lượng lớn doanh nghiệp buộc phải cắt điện vào cuối tháng 9 và các biện pháp cắt giảm điện khác, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Điểm mấu chốt của việc phân bổ điện này nằm ở việc Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung ương Trung Quốc đã chỉ định 10 tỉnh vào tháng 8 để giảm tiêu thụ điện không đạt tiêu chuẩn. Và chính quyền địa phương đã thực hiện các biện pháp cực đoan để cắt điện và cắt điện để đáp ứng các tiêu chuẩn ngay lập tức, khu vực duy nhất ở Trung Quốc hạn chế cấp điện cho người dân. Mưa lớn ở Hồ Nam khiến 15 người chết, 7 người mất liên lạc và 1,89 triệu người bị ảnh hưởng. Tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc mưa liên tục từ cuối tháng vừa qua và từ mấy ngày qua, trận mưa lớn nhất và dài nhất trong năm nay đã xảy ra. Tính đến ngày hôm nay, ít nhất 15 người thiệt mạng và 7 người mất liên lạc. Số nạn nhân lên tới 1,89 triệu người và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 4,274 tỷ nhân dân tệ, khoảng 18,9 tỷ đô. Theo thông cáo báo chí từ chính quyền tỉnh Hồ Nam, đợt mưa này gần như lan rộng ra toàn tỉnh với lượng mưa trung bình là 97,9 mm, với đỉnh điểm là 189,7 mm. Ở Jiangxi Tuya và Mio Atomuot Prefecture, Cục Khí tượng tỉnh Hồ Nam chỉ ra rằng bắt đầu từ tháng 6, Hồ Nam đạt 180,7 mm, gần gấp đôi so với các năm trước. Các nhà chức trách đã phát động công tác kiểm soát lũ lụt và kích hoạt cơ chế cảnh báo sớm thiên tai. Tính đến ngày hôm nay, tổng cộng 296.000 người đã được sơ tán. Theo dự báo thời tiết, lượng mưa ở tỉnh Hồ Nam đã tạnh ráo. Trong 2 tuần tới, lượng mưa sẽ nhiều hơn ở phía Nam và ít hơn ở phía Bắc. Mưa Meiyu, Tân Công và 18 quận và thành phố ở Đài Loan đã ban hành cảnh báo đặc biệt về mưa lớn. Lượng mưa tức thời cũng gây ra nhiều thảm họa ở quận Meoli và chiều nay và lở núi đã xảy ra. Một tảng đá đã sụp đổ từ bức tường núi ở phía đông tuyến công quan Sang Tai 72, tuyến 126 ở thị trấn Chowa cũng bị sập nghiêm trọng. Tuyến 124B ở Miao cũng bị mưa lớn cuốn trôi. Chính quyền quận Meoli và cảnh sát cũng nhắc nhở người dân cẩn thận khi lên núi. Cảnh sát cho biết, cách tuyến 72 Công Quan Tai ở huyện Miaoli theo hướng Dahu 27,4 km về phía đông vào khoảng 4 giờ chiều nay, một vụ sạt lở đất bất ngờ xảy ra khiến giao thông một chiều bị gián đoạn. Đơn vị tháo dỡ chướng ngại vật tại km 25-30-126 County Road, Chowu Township, Miaoli County cũng xảy ra một vụ sập nghiêm trọng vào khoảng trưa nay. Một lượng lớn đất đá từ trên dốc rơi xuống khiến giao thông hai chiều bị gián đoạn.
Ngoài ra, tuyến Miao-124B cách 6,6 km đường bên ngoài Nam Joang, Linh Joang do mưa quá nhiều làm sạt lở dốc đất đá. Dòng bùn chảy róc rách trộn lẫn với đất đá, cây cối, rừng tre đổ rạp. Trên đường và ngay cả đèn đường cũng bị cuốn trôi, cảnh sát lập tức đóng đường và tiến hành kiểm soát giao thông sau khi được trình báo. Trận động đất 9,18 độ Richter, 417 trường học ở Đài Loan bị hư hại và thiệt hại ước tính khoảng hơn 63,01 triệu nhân dân tệ. Cao Hùng có nhiều nhất là 93 trường học. Các trận động đất mạnh trong nhiều ngày qua đã gây ra các vết nứt trên tường và sập trần ở nhiều trường học trên khắp Đài Loan. Theo thống kê của Bộ Giáo dục, có tổng cộng 417 trường học bị ảnh hưởng bởi thảm họa và ước tính thiệt hại khoảng 63,01 triệu nhân dân tệ. Thiệt hại chủ yếu ở phía Nam và phía Đông, trong đó Cao Hùng nhiều nhất là 93 trường học, tiếp theo là Hoa Liên và Đài Đông. Theo Bộ Giáo dục, tính đến 3 giờ chiều ngày hôm qua, có tổng cộng 417 trường học bị ảnh hưởng bởi trận động đất, bao gồm 93 trường ở thành phố Cao Hùng, 46 trường ở huyện Hoa Liên, 43 trường ở huyện Đài Đông, 36 trường ở Tân Thành, phố Đài Bắc, 27 trường ở thành phố Đài Bắc, 24 trường ở thành phố Đài Nam, 19 trường ở quận Bình Đông, 18 trường ở thành phố Đài Trung, 18 trường ở quận Gia Nghĩa, 17 trường ở quận Miao Ly, 15 trường ở thành phố Đào Viên, 14 trường ở quận Tân Trúc, 13 trường ở quận Vân Lâm, 12 trường ở quận Nam Đầu, 9 trường ở quận Trường Hoa, 6 trường ở quận Gia Lan, 5 trường ở thành phố Tân Trúc, 1 trường ở thành phố Keelung và quận Phèn Hu. Theo báo cáo thống kê về thiệt hại do thiên tai đối với trường học các cấp trong động đất 9,18 độ Richter, ước tính thiệt hại ban đầu là hơn 63,01 triệu nhân dân tệ. Nếu chia số lượng thiệt hại cho các quận và thành phố thì khoảng 14 triệu nhân dân tệ trong huyện Đài Đông và khoảng 10,54 triệu nhân dân tệ ở thành phố Cao Hùng. Xếp thứ 3 là huyện Bình Đông với khoảng gần 6,9 triệu nhân dân tệ. 3 trường học bị thiệt hại do thiên tai hàng đầu ở tất cả các cấp ở Đài Loan là Công nghiệp và Thương mại Quốc gia Kansan, huyện Đài Đông, với thiệt hại do thiên tai là 7,95 triệu nhân dân tệ. Trường Trung học Quốc gia Yilan, huyện Yilan, với thiệt hại thiên tai là 6,3 triệu nhân dân tệ. Trường Tiểu học Nam Hưng, huyện Gia Nghĩa, với thiệt hại do thiên tai là 336 triệu. Cục Thương mại và Công nghiệp Quốc phòng Wansan của huyện Đài Đông chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trận động đất đã gây ra thiệt hại cho các thiết bị máy tính, tường của các tòa nhà trong khuôn viên bị nứt nghiêm trọng và trần nhà bị sập. Hơn nữa, tại trường Trung học Quốc gia Gia Lan ở huyện Nghi Lan, trần nhà của trung tâm hoạt động đã bị đổ, tấm che nắng bị vỡ và ngay cả sân bóng rổ cũng có vết nứt trên mặt đất. Trường Tiểu học Nam Hưng ở huyện Gia Nghĩa xếp thứ 3, dầm, cột và tường của một số phòng học và tòa nhà văn phòng bị nứt, hàng rào phía Tây bị nứt. Bộ Giáo dục cho biết số tiền trên chỉ là ước tính sơ bộ và với các báo cáo tiếp theo về khắc phục hậu quả thiên tai, con số thiệt hại sau thiên tai có thể tăng thêm. Khi khắc phục hậu quả sau thảm họa, các trường có thể điền vào hệ thống an ninh trường học của Bộ Giáo dục theo số lượng đánh giá chính xác sẽ được cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền kiểm tra và xác nhận, báo cáo với nhân dân điều hành. Bộ Giáo dục cũng chỉ ra rằng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc báo cáo thiệt hại do thiên tai của các trường học trên cả nước, Trung tâm An toàn Trường học của Bộ Giáo dục đã mở hệ thống thông báo về thiệt hại do thiên tai và đình chỉ học và có thể báo cáo bất cứ lúc nào. Tòa nhà Hua Lian Yuli bị sập, cầu bị vỡ và bị phá hủy. Vào ngày hôm qua, tòa nhà cửa hàng tiện lợi ở thị trấn Yuli, Hoa Liên bị sập do động đất. Thống đốc huyện Hoa Liên Su Wen Sen và nhà lập pháp Phu Khung Khi cũng đã đến thăm địa điểm này vào ngày hôm nay. Su Chen Wei cho biết đã được sự đồng ý của chủ sở hữu và công việc phá dỡ sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay và con đường ở giao lộ sẽ được trải nhựa lại. Cần phải điều tra thêm xác định xem tòa nhà có liên quan đến việc xây dựng bất hợp pháp và có nguy cơ bị lão hóa hay không. Su Chen Wei nói rằng tòa nhà bị sập là một tòa nhà 3 tầng rưỡi đã được sự đồng ý của chủ sở hữu. Công việc phá dỡ sẽ hoàn thành trong ngày hôm nay và những con đường bị ảnh hưởng gần đó cũng sẽ được trải nhựa lại. Hy vọng để khôi phục lại diện mạo của thị trấn Yuli càng sớm càng tốt, cho phép người dân tiếp tục cuộc sống hàng ngày của họ. Về việc liệu tòa nhà có vi phạm pháp luật hay nguy hiểm cho người già hay không, điều đó vẫn còn được làm rõ. Su Zhengwei cũng cho biết hiện tại cầu Gao Liao và cầu Lutian đã bị hỏng, thậm chí cầu Trang Phu cũng rất nguy hiểm và đây là những con đường giao thông quan trọng cho mọi người đi lại vào các ngày trong tuần. Bộ Giao thông Vận tải và các đơn vị có thể đến hiện trường sớm nhất để hỗ trợ phá dỡ, xây dựng lại nếu không có thể ảnh hưởng đến an toàn đường dân sinh và khiến các ngành công nghiệp địa phương gặp khó khăn. Về 60 ngọn núi đá và ngọn núi Chike bị thiệt hại nặng nề do thảm họa, Su Zhengwei cho biết văn phòng thị trấn và tổng cục đường cao tốc hiện đã cử máy móc hạng nặng vào và tiếp tục di chuyển. Cảm ơn các homestay và nhà dân địa phương đã giải phóng không gian. Ngoài ra, Lin Junting,
Chánh Thanh tra Văn phòng Công tố quận Hoa Liên chỉ ra rằng Văn phòng Công tố quận đã giao cho các công tố viên đặc biệt tìm kiếm và điều tra thiệt hại đối với các cơ sở công cộng do trận động đất gây ra, đồng thời liên hệ với các đơn vị liên quan để bảo quản bằng chứng làm rõ nhiệm vụ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.